Anh đang này, theo anh thì camera 200 megapixel có cần trên smartphone không? Không. Không. Anh phát này, có đúng không? Vâng ạ. Bởi vì theo một khảo sát ở trên kênh Vinso của mình thì 30% cho rằng là cần camera 200 megapixel, 70% thì cho rằng là không. Thế tôi muốn hỏi là tại sao lại không cần? Khi mà mình có độ phân giải cao ấy thì mình rất khó có thể áp dụng nhiều công nghệ vào trong một cái cảm biến có độ phân giải lớn như thế. Đấy là một cái uh, chung của cả cái ngành nhiếp ảnh rồi. Chính xác. Và tuy nhiên Tại sao biết rõ điều này mà người ta vẫn làm camera 200M? Hôm nay tôi sẽ cùng giải thích cho các bạn là tại sao chúng ta lại cần camera độ phân giải cao đến như thế này. Đây là con Xiaomi 12T Pro và tại sao tôi lại cầm ở đây là iPhone 14 và cả Pixel 7 Pro. Tại vì nó có sự liên quan. Thứ nhất là hai chiếc điện thoại này có mức giá cao hơn hẳn so với Xiaomi 12T Pro cao hơn rất nhiều là khác. Ví dụ như con này giá là tầm khoảng là 14 triệu 990 000 sau khi áp dụng thanh toán tại Sevenet Mặc dù là ban đầu là 16 990 90 nhưng các bạn còn được giảm lên đến 2 triệu đồng Link mình sẽ để bên dưới anh em tham khảo thêm biết đâu có những chương trình khác trừ quà còn giá tốt hơn Vậy thì con này có sự khác biệt gì so với hai con này Đầu tiên là mức giá thấp và bên cạnh đấy camera 200 m sẽ giải quyết một cái vấn đề Các bạn sẽ thấy iPhone của chúng ta những phiên bản mặc định không phải là Pro hoàn toàn không có camera tele đây chính là một cái mà chúng ta không chỉ nhận ra là đối với những chiếc điện thoại ở phân khúc là cận cao cấp đâu Tầm trung mọi thứ cũng đều cắt giảm không có camera tele bởi vì sẽ tốn kém chi phí Con Pixel 7 Pro tại sao mình đưa vào đây? Bởi vì con này được trang bị camera tele của nó là 5X Nhưng ở camera mà 2X thì lại không phải là tele mà là crop lại Và đây cũng là một cái tính năng mà không chỉ Google mà Apple cũng đã áp dụng Bên cạnh cái công tắc zoom là 3X thì Apple đã đưa thêm là 2X nhưng nó là crop lại từ cảm biến 48 megapixel và xin giới thiệu các bạn đây chính là cái trào lưu mà các hãng lớn đang làm để cho thêm chúng ta nhiều tùy chọn về chụp hình hơn khi chúng ta zoom đó là sử dụng cảm biến độ phân giải thật cao chúng ta có thể nhìn thấy lại lịch sử iPhone là sử dụng camera 12 megapixel quá lâu mà tôi thực sự không thể nhớ là từ những chiếc iPhone nào và đến bây giờ là lần đầu tiên sử dụng camera 48M. Và Google cũng khởi điểm với camera 12M đến tận là Pixel 3 và các bạn phải thấy rằng là đến bây giờ mới nâng lên độ phân giải là 50 megapixel để rồi giới thiệu tính năng cho phép zoom nhưng mà thực chất là từ crop từ camera 50 megapixel chứ không trang bị thêm camera tele. Super zoom crops Pixel 7 Pro's main 50 megapixel camera và đây chính là cái tác dụng quan trọng nhất dành cho những chiếc điện thoại như thế này. Đây là hình ảnh mình so sánh khi chúng ta là chụp và zoom 2x sau đó là 5x của ba chiếc điện thoại là cái chiếc Pixel 7 Pro, Mi 12, T Pro và cũng như là iPhone 14. Và kết quả là ở mức zoom 2x thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chiếc Xiaomi của chúng ta thậm chí là đôi khi có thể nhỉnh hơn được cả cái chiếc iPhone 14. Mà thôi nói thẳng lên đến 5x là khoảng cách mà cũng là tối đa mà chiếc iPhone 14 có thể zoom được. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ vượt trội về chi tiết hơn hẳn so với lại cái chiếc iPhone 14 này. Và mình còn tiếp tục là chụp một tấm ảnh là 200 megapixel, sau đó zoom vào để xem như thế nào và kết quả không hề thay đổi ở đây. Khi mà cái tấm ảnh 200 megapixel zoom lại chi tiết tốt hơn so với iPhone 14. Và các bạn thấy là mình so với Pixel 7 Pro thì có đoạn cảm giác chi tiết sẽ hơn nhưng có cái thì nó sẽ kém hơn. Đó chính là cái câu chuyện mà đăng khi nãy có nói. Đó là với cảm biến lớn quá nó đã không thể sử dụng những cái thuật toán để xử lý để mà đi lại chi tiết của hình ảnh tốt hơn. Còn Pixel 7 Pro thì thực sự là với cái độ phân giải này nó đã xử lý tốt hơn rất là nhiều, khiến cho chúng ta có thể được một tấm hình có độ chi tiết tốt và cũng như là nổi bật hơn so với lại Mi 12T Pro. Nhưng các bạn thấy rằng khoảng cách giá của con này và con này là quá khác biệt nhau. Vậy mà Mi 12T Pro đã có thể làm được điều đó chứng minh là camera 200MP thực sự là có tác dụng. Và đây chính là hướng đi mà anh em sẽ thấy dần dần. Trước đó Xiaomi đã từng tung ra dòng Redmi Note của mình cũng được trang bị camera 108 bởi vì nó giúp cho các nhà xuất này không trang bị thêm một camera tele là ống kính zoom mà thực sự nhiều người cần thiết, mình rất cần nha. Nhưng có phải là độ phân giải cao giải quyết tất cả thì như đã nói là không. Khi mà những cái thuật toán xử lý hình ảnh khử nhiễu, tăng chi tiết mọi thứ của nó bị kém hơn nên thành ra nó không làm được một cách tối đa. Và các bạn thấy là cân bằng trắng của con Mi 12T Pro bị ám xanh Hoàn toàn sai lệch về cân bằng trắng so với hai con còn lại Đây là một vấn đề trong bài review mình đã nói Đó là cái camera 200 m này cũng khiến cho nó bị đau đầu khi không xử lý được những cái vấn đề này Ngoài cái việc bị ám xanh thì nó sẽ còn ảnh hưởng đến cả cái khả năng lấy nét nữa Bởi vì độ phân giải quá cao thì sẽ khiến cho khả năng lấy nét bị ảnh hưởng phần nào đấy cũng là một điểm mà cần phải lưu ý đến những con như thế này giống như hồi đầu vừa có camera 108 cũng tương tự như vậy nhưng mà mình nghĩ là các phiên bản cập nhật phần mềm sẽ từ từ khắc phục được vì điều đấy không còn gì lạ nữa và một cái điểm thứ hai giúp cho camera 200m tận dụng được đó chính là về khả năng chụp ảnh thiếu sáng cái khả năng chụp ảnh thiếu sáng của con 12t pro đã thực sự tốt anh em có thể xem lại cái bài so sánh camera và bài so sánh của con 12t pro này của mình với những cái con iphone khác và khả năng chụp ảnh thiếu sáng của nó tốt cũng một phần là nhờ công nghệ gộp điểm ảnh nó tận dụng những cái điểm ảnh ở độ phân giải cao hơn gộp lại để có thể xử lý được tốt hơn ngay cả con Xiaomi 12T Pro của chúng ta khi chụp thì ảnh của nó sẽ là 12 megapixel bởi vì đây là ảnh đã gộp lại chứ không phải chụp ra sẽ là ảnh mặc định 200 megapixel và các bạn thấy rằng là kể cả khi mà mình chụp ảnh 200 megapixel thì nó cũng rất nhanh nhờ cái cấu hình mạnh mẽ là 8 cộng gen 1. Bởi vậy nên chúng ta sẽ không còn giống như kiểu thời vừa mới có 108, khá là chậm và tính năng đấy trở nên vô dụng khi không ai chụp 108 làm gì, mất thời gian chờ đợi. Còn với camera 200 m này, cấu hình mạnh hơn, xử lý nhanh hơn, nó đáng để chụp nhưng nó sẽ báo luôn là không nên chụp trong điều kiện thiếu sáng và khi đó các bạn bật chế độ chụp đêm hay chụp bình thường thì với độ phân giải cao cũng giúp cho khả năng chụp ảnh thiếu sáng của nó tốt hơn với những thuật toán gộp điểm ảnh lại. Tóm gọn lại thì mình thấy rằng với 30% người nói rằng là cần camera độ phân giải cao có những comment giống mình đó là cuối cùng rồi chúng ta sẽ tận dụng dần dần được sức mạnh của những cái camera độ phân giải cao này với những cái điều mình vừa nói chỉ là hai trong số rất nhiều khả năng nó có thể làm được. Nhưng Camera độ phân giải cao không phải là yếu tố quyết định duy nhất bởi vì bên cạnh đấy cần vi xử lý. Vì thế tại sao con này phải trang bị 8 cộng gen một? nếu mà chip cùi hơn sẽ khó mà vận hành được con camera này. Số 2 đó là phải có những cái thuật toán những cái vi xử lý hình ảnh riêng ISP để tận dụng tối đa. Còn nếu không thì nó sẽ không vận dụng sức mạnh hết được. Tại sao các ông lớn lại đi rất chậm về camera như Apple bây giờ mới 48, Google bây giờ mới 50, còn các hãng như kiểu Xiaomi tại sao họ không đưa vội lên cái flagship cao cấp nhất mà lại đưa lên dòng T? mà dòng này luôn luôn có mức giá tốt về cấu hình và trải nghiệm hơn, bởi vì họ muốn phổ cập công nghệ này và coi như là một bước để thử nghiệm đến những người dùng không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để thử nghiệm trên một chiếc điện thoại Một camera 200 megapixel đầu tiên tại Việt Nam. Và theo những cái tin đồn gần đây thì Samsung sẽ là hãng tiếp theo làm camera 200 megapixel, thế nên không thể nói rằng công nghệ đấy là vô ích được. Mà chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi mới chính xác là các hãng điện thoại sẽ làm gì với camera 200 megapixel để tận dụng tối đa được của nó? Đấy mới là cái câu hỏi đúng để cho các nhà sản xuất trả lời Bởi vì mình tin sau Samsung sẽ còn nhiều hãng khác nâng độ phân giải camera theo thời gian một cách từ từ Thì anh em nghĩ sao nào? Hãy comment ý kiến xuống bên dưới và hẹn lại bạn các video là sao? Nói chung là với trong phần quốc giá này có camera 200 m đã giúp con này cải thiện rất nhiều về camera cái điều mà ngày xưa dòng T Các bạn xem lại con 11T Pro mình đã review và mình chê con đấy camera nó cùi như thế nào Thì con này đã thay đổi hoàn toàn Mỗi tội bị cái bệnh ám xanh